Những ngày qua, nhiều trang mạng đưa tin Việt Nam có ý định mua 24 chiếc trực thăng V-22 Osprey hiện đại do hãng Boeing Mỹ sản xuất. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có một nguồn tin khả tín nào cho thấy tin đồn trên là có cơ sở. Phân tích về mặt hiệu năng sử dụng và tính kinh tế, việc Việt Nam bỏ tiền ra mua V-22 là điều rất khó có thể xảy ra. Được đưa vào sử dụng từ năm 2007, V-22 Osprey có tốc độ tối đa gần 470 km/h và có thể bay được một quãng đường tối đa là 1.600 km, thậm chí có thể xa hơn nếu được tiếp nhận nhiên liệu trên không. Là một trực thăng vận tải hạng nhẹ, V-22 có thể chở được tối đa hơn 20 binh lính, được trang bị đầy đủ hoặc nhiều kiện hàng có tổng trọng lượng 9 tấn. Điểm dễ nhận thấy nhất của V-22 đó là nó không phải là một loại trực thăng đơn thuần. Hai động cơ cánh quạt của máy bay được bố trí ở hai bên. Động cơ này được thiết kế để có thể xoay về phía trước hoặc lên trên. Điều này có nghĩa là khi cần nó có thể bay như một máy bay cánh cố định, giúp nó có thể đạt tốc độ nhanh hơn và có tầm hoạt động xa hơn các loại trực thăng khác. Loại trực thăng này đã phát huy hiệu quả khi được triển khai đến vùng Trung Đông. Các sĩ quan Mỹ đã hết lời khen ngợi loại máy bay này. Đại tá Mỹ Jason Baum nhận xét về V-22 như sau. V-22 hoàn toàn không có đối thủ khi xét về sự linh hoạt, tốc độ và độ bền. Với V-22, quân đội Mỹ có thể liên tục di chuyển qua 20 quốc gia khác nhau mà không cần phải hạ cánh bởi nó có thể được tiếp nhiên liệu trên không. Thiếu tướng không quân Mỹ là Bradley Heathold cũng đánh giá rất cao loại trực thăng đặc biệt này. Nó là loại khí tài mà chúng tôi liên tục sử dụng bởi nó rất nhanh và có thể tiếp cận những khu vực mà lực lượng trực thăng thường gặp khó khăn. Tôi rất hài lòng về nó. Ông Heathold cũng cho biết trên thế giới không có loại trực thăng nào giống như V-22 và hiện trên thế giới đang có rất nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn mua về loại máy bay này. Vậy V-22 có phù hợp đối với quân đội Việt Nam hay không? Trước tiên, vấn đề giá cả của V-22 khiến nhiều nước lo ngại. Với chi phí trung bình lên đến 84 triệu đô la mỗi chiếc, V-22 đắt hơn nhiều so với các loại trực thăng khác. Thiết kế đặc biệt của nó cũng khiến việc bảo dưỡng của V-22 rất khó khăn và điều này cũng khiến chi phí tăng lên. Việc huấn luyện đội ngũ phi công để sử dụng V-22 cũng sẽ có nhiều vấn đề khi họ đã quá quen với các trực thăng do Liên Xô và Nga chế tạo. Bên cạnh đó, V-22 Osprey đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm trong và sau quá trình phát triển. Vào ngày 5 tháng 8, một trực thăng V-22 của Mỹ đã đâm xuống vịnh Shoalwater ngoài khơi nước Úc sau khi cất cánh từ một tàu quân sự Mỹ, khiến hai người thiệt mạng và một người khác mất tích. Trước đó, một chiếc V-22 cũng đã đâm xuống một bãi đá ở Okinawa, Nhật Bản, khiến 5 người trên máy bay bị thương và buộc trực thăng này bị cấm bay trong một thời gian ngắn. Kể từ khi được đưa vào hoạt động, V-22 đã có 6 lần bị đâm cùng nhiều sự cố khác khiến tổng cộng 12 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nếu được đưa vào sử dụng, nó sẽ là loại trực thăng hiện đại nhất mà Việt Nam từng có. Như đã nói ở trên, phần lớn các loại trực thăng của quân đội Việt Nam đều do Liên Xô và Nga chế tạo và chúng đều đã có tuổi. Với V-22, Việt Nam có thể triển khai quân nhanh chóng hơn và tới những khu vực xa hơn, khó tiếp cận hơn. Tải trọng của V-22 cũng lớn hơn so với các trực thăng vận tải khác của Việt Nam như Mi-8 hoặc Mi-17. Nói cách khác, V-22 sẽ rất phù hợp cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như điều chuyển quân trong trường hợp khẩn cấp. Với nó, hoạt động của quân đội Việt Nam sẽ trở nên linh hoạt hơn so với trước đây. Tuy nhiên, vấn đề chi phí bảo dưỡng, huấn luyện phi công cũng như tiền sử về độ an toàn của V-22 cũng là điều mà Việt Nam phải lưu tâm. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy tại sư đoàn 308, quân đoàn 1 và lữ đoàn 201, binh chủng tăng thiết giáp. Tại các đơn vị, Trung tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình xây dựng phụ trợ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chính quy, bảo đảm nơi ăn ở, các thiết chế văn hóa cho cán bộ chiến sĩ, theo dõi nắm sát, kiểm tra tiến độ chất lượng các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn, sớm đưa vào phục vụ cán bộ chiến sĩ, tích cực xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp. Trung tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần tăng cường duy trì nghiêm các chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, niêm cất, bảo dưỡng các loại vũ khí trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật chất phương tiện để sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.
tại sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức lễ khai mạc hội thao bắn ném bom đạn thật cho phi công là cán bộ cấp phi đội trở lên của các đơn vị không quân năm 2017. Từ nhiều ngày trước, các đồng chí phi công, thợ kỹ thuật, lực lượng hậu cần của 3 sư đoàn 370, 371, 372 đã cơ động vũ khí trang bị, chuyển sân và tiến hành huấn luyện hợp luyện, làm quen với các nội dung hội thao tại Trung đoàn Không quân 923. Trong dịp này, quân chủng sẽ tổ chức kiểm tra hai phần lý thuyết và thực hành bắn ném bom đạn thật với tất cả các dòng máy bay có trong biên chế của quân chủng, với các bài bắn đa dạng, mức độ khó cao, từ đó chọn ra các đồng chí phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ cao, yếu lĩnh động tác tốt để thực hành bắn ném kiểm tra tham gia diễn tập của Bộ Quốc phòng. Đây cũng là dịp để quân chủng phòng không không quân tiến hành kiểm tra đánh giá trình độ của phi công, tổ bay trong thực hành bắn ném bom mục tiêu mặt đất. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí bom đạn của phi công trong toàn quân chủng, rút kinh nghiệm trong các mặt bảo đảm an toàn bay, chuẩn bị vũ khí trang bị khí tài hàng không, kỹ thuật hậu cần sân bay và thông tin radar cho quá trình huấn luyện các năm tiếp theo. Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức bắn nghiệm thu tổ hợp pháo 105 ly gắn trên xe Uran 432-00710. Đây là công trình do xí nghiệp liên hợp Z751, Tổng cục Kỹ thuật triển khai. Việc lắp đặt pháo 105 ly lên xe Uran 432-007 là một trong những ý tưởng đột phá, không chỉ tận dụng, phát huy ưu thế của các loại khí tài cũ đã được trang bị, mà còn tăng khả năng cơ động của các khẩu đội pháo, đồng thời giảm số lượng pháo thủ, giảm thời gian thao tác chiến đấu và tăng độ bền của pháo. Điểm thuận lợi khác là do tính năng kỹ thuật của tổ hợp pháo 105 ly tích hợp trên xe Uran 432-007 không thay đổi so với pháo 105 ly đặt dưới mặt đất, nên việc tiếp cận, tổ chức huấn luyện cho khẩu đội pháo khá thuận tiện và không mất nhiều thời gian. Đây là đề tài được thực hiện theo hướng cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế, nhằm nâng cao tính cơ động của vũ khí, tăng khả năng phản ứng, phòng tránh đánh trả, đáp ứng với yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội pháo binh. Đề tài này có thể cho phép mở rộng nghiên cứu, lắp đặt các loại vũ khí trang bị kỹ thuật khác trên các phương tiện cơ giới, từng bước tiến tới thiết kế, chế tạo những tổ hợp phòng không cơ động hoàn chỉnh để trang bị cho quân đội, bảo đảm cho bộ đội huấn luyện và tác chiến. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 8 tháng 8 năm 2017, ASEAN vừa tròn 50 tuổi. Nửa thế kỷ qua, ASEAN đã tạo được vị thế quan trọng, đó là tạo ra sự gắn kết không chỉ trong nội bộ ASEAN mà còn có các cơ chế chính trị an ninh quốc phòng với sự tham gia của các nước lớn trên thế giới. Đây là đặc trưng riêng của ASEAN, là giá trị không những của khu vực mà còn trên thế giới. Là thành viên thứ 7 của ASEAN, hơn 20 năm qua Việt Nam đã đóng góp hết sức tích cực, có trách nhiệm. Cho đến nay, Việt Nam là một trong số những nước đi đầu khi đạt được tới 95% trong thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Đối với lĩnh vực hợp tác quốc phòng an ninh, đặc biệt là hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM, Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực. Sự ra đời của ADMM đã tạo ra khuôn khổ cho đối thoại và tham vấn ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề chiến lược quốc phòng an ninh, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên thực tế giữa lực lượng vũ trang các nước trong hiệp hội. Hiện nay, nhiều sáng kiến trong khuôn khổ ADMM được triển khai, tiêu biểu như sử dụng nguồn lực quân sự trong việc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, mạng lưới gìn giữ hòa bình của ASEAN, thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. ADMM mở rộng, ADMM Cộng được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2010. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ASEAN, bởi ADMM mở rộng là diễn đàn quốc phòng chính thức đầu tiên cấp Bộ trưởng Quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối tác chủ chốt ngoài khu vực. Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và đề xuất nhiều sáng kiến góp phần đưa hợp tác quốc phòng an ninh trong ASEAN đi vào thực chất hiệu quả như cam kết không sử dụng vũ lực trước trong giải quyết tranh chấp, tăng cường hợp tác hải quân trong khu vực thông qua các hoạt động tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng giữa hải quân cũng như lãnh đạo quốc phòng các nước. Trong hợp tác ASEAN, lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hợp tác chung. Hợp tác quốc phòng an ninh ASEAN không hướng tới hình thành một liên minh quân sự mà nhằm thúc đẩy xây dựng các vấn đề quốc phòng an ninh trong khu vực. Từ đó cùng nhau phối hợp đối phó với các thách thức an ninh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.
hợp tác quốc phòng an ninh ASEAN có mối liên hệ và gắn bó với quốc phòng và an ninh của Việt Nam, đó là tạo dựng một môi trường hòa bình, ổn định cho các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Trong các cơ chế hợp tác, Việt Nam đều có các sáng kiến và nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ, không chỉ của các nước ASEAN mà của các đối tác. Để hiểu rõ hơn về những thành tựu mà ASEAN đạt được sau nửa thế kỷ hình thành, những đóng góp của Việt Nam sau 22 năm là thành viên của ASEAN về quốc phòng an ninh, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế về quốc phòng. Thưa Thiếu tướng, thì ASEAN đã trải qua 50 năm hình thành và phát triển. Thì Thiếu tướng có thể cho biết cái đánh giá của mình về những thành tựu của ASEAN đạt được trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Mặc dù hợp tác quốc phòng an ninh của ASEAN ra đời khá muộn, và có thể nó bắt đầu thay nghén vào những cái năm 90 và chính thức vào năm 2006 thì kênh hợp tác quốc phòng mới chính thức ra đời ở Malaysia. Đó là hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN đầu tiên. Và tại hội nghị này thì cũng đã định hình cho những cái phương hướng hợp tác trong nội khối của ASEAN và đồng thời đã tính toán tới những cái phát triển mới, đó là hợp tác mở rộng ra ngoài ASEAN. Và chúng tôi cho rằng cái hợp tác về quốc phòng, quân sự và an ninh của ASEAN đã mang lại một cái lợi ích vô cùng quan trọng cho cái môi trường hòa bình và ổn định để các nước ASEAN cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Và chính vì vậy mà ASEAN trong hơn một thập kỷ qua thì cái kênh hợp tác quốc phòng này mặc dù nó đi sau, đi chậm nhưng mà nó đi những cái bước rất là chắc chắn và nó đem lại một cái hiệu quả rất là mạnh mẽ, là cái nền tảng, là cái động lực để thúc đẩy cho các cái kênh hợp tác khác phát triển, trong đó có kinh tế, rồi chính trị xã hội và tất cả các lĩnh vực cùng phát triển, mang lại cái lòng tin và nó định hình và nó hướng tới một cái mục tiêu là luôn luôn tạo ra cái môi trường hòa bình ổn định để cho ASEAN cùng phát triển và thịnh vượng. Việt Nam có thể nói là một thành viên đến sau của ASEAN, nhưng Việt Nam cũng đã có những cái đóng góp rất quan trọng đối với cái sự phát triển của ASEAN. Thiếu tướng có thể cho biết những cái đóng góp về mặt hợp tác quốc phòng an ninh của Việt Nam đối với ASEAN. Trước khi nói về những cái đóng góp của Việt Nam thì chúng ta phải xác định rằng là cái hợp tác quốc phòng an ninh của ASEAN nó mang lại nhiều cái lợi ích cho Việt Nam. Đó chính là nó mang lại cái sự tin cậy về chính trị, lòng tin về chiến lược, nó mang lại cho Việt Nam những cái hòa bình ổn định. Thì chúng ta xác định cái quan điểm rằng an ninh ổn định của các quốc gia láng giềng trong khu vực chính là an ninh ổn định hòa bình của Việt Nam. Việt Nam đã xác định được cái quan điểm này và tham gia một cách rất là tích cực, chủ động. Và có thể nói Việt Nam đã tham gia từ những cái ngày đầu mà chúng ta có thể nói là Việt Nam chủ yếu là tham dự, nghiên cứu và chúng ta chưa có những cái tham gia tích cực. Nhưng dần dần chúng ta đã tham gia đúng ở các cái tầng nấc, tầm mức và đúng cái vai trò, vị trí của một thành viên chính thức của ASEAN. Và không chỉ tham gia một cách tích cực, chủ động mà Việt Nam đã còn là một trong những thành viên dẫn dắt và đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác trong quốc phòng, quân sự. Và chúng ta có thể điểm lại vào cái năm 2010 thì chúng ta đã làm nên một dấu ấn của ASEAN về hợp tác quốc phòng, quân sự. Đó là Việt Nam làm chủ tịch ASEAN. Và kênh hợp tác quốc phòng lúc đó cũng đã để lại một cái dấu ấn rất là mạnh mẽ, bởi vì Việt Nam đã chính thức hiện thực hóa cái ý tưởng hợp tác quốc phòng quân sự của ASEAN vượt ra ngoài tầm khu vực. Đó là năm 2010 Việt Nam tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tư. Và tại đây thì Việt Nam đã tổ chức thành công cái Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, hay còn gọi là ADMM+, lần đầu tiên tại Hà Nội với 10 quốc gia ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại đầy đủ nhất của ASEAN. Trong đó có tất cả các cường quốc quân sự như là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Tất cả các cường quốc quân sự đã đến Hà Nội, đến Việt Nam để bàn về những vấn đề hợp tác để duy trì một môi trường hòa bình ổn định cho ASEAN, cho Việt Nam và cho các quốc gia có lợi ích ở khu vực. Tôi cho rằng đấy là một trong dấu ấn rất quan trọng. Và Việt Nam đã tạo ra một cái khuôn khổ hay là một cấu trúc an ninh mới và đã đưa ra tất cả các cái sáng kiến để cho các cấu trúc này hoạt động theo đúng một cái định hướng với cái mục đích vì hòa bình ổn định. Và chúng ta đã đưa ra 5 cái sáng kiến, đó là hợp tác về gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hợp tác về quân y, hợp tác về an ninh biển, hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, và hợp tác về chống khủng bố cũng như là các cái hợp tác khác. Và sau này Việt Nam tiếp tục đưa ra một cái sáng kiến mới, đó là hợp tác để khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh ở khu vực và các quốc gia trong khu vực. Tôi cho rằng tất cả những cái sáng kiến hợp tác này đã đón nhận được cái sự ủng hộ rất là mạnh mẽ, không chỉ các nước ASEAN mà các nước đối tác của ASEAN. Và hiện nay nó đang đi rất là đúng hướng. Mà chúng ta ví cái cấu trúc an ninh của ADMM+, nó như là một con tàu
và tất cả những sáng kiến mà Việt Nam đề xuất nó như một cái đường ray để đặt nó lên và đi một cách rất là đúng đắn. Có ý kiến cho rằng ASEAN là một tổ chức nói nhiều làm ít. Theo thiếu tướng thì ASEAN thì cần phải làm gì để hợp tác ngày càng thực chất, mang lại những cái lợi ích chính đáng cho các quốc gia thành viên? Chúng ta thấy là đây là một cái tổ chức hội nhập mang tính rất là tự nguyện, không có những cái ràng buộc, và đây không phải là một tổ chức liên kết về mặt quân sự. Chính vì vậy mà trong quá trình hợp tác của nó hoàn toàn nó theo những cái nguyên tắc về hiến chương, về tự nguyện, về điều kiện và khả năng của một quốc gia thành viên. Chính vì vậy mà trong cái lợi ích của cộng đồng ấy, nó đang còn có những khác biệt mà nó chung dung hòa được với lợi ích của các nước thành viên. Hoặc là trong mối quan hệ của cộng đồng so với các cái quan hệ của từng thành viên với các cái quốc gia ngoài cộng đồng, nó có những cái khác biệt. Chính vì vậy mà hiện nay cái sự đoàn kết thống nhất, hay người ta nói là một ASEAN, một tầm nhìn, một hành động, rồi là một cái bản sắc, thì hiện nay nó chưa đúng thực chất với cái nghĩa như vậy. Nhưng mà trong tương lai dài thì đó là mục tiêu, đó là một cái mục tiêu mà tất cả các nước thành viên ASEAN phải hướng tới. Và để ASEAN hợp tác một cách thực chất thì hiện nay chúng ta phải xây dựng rất nhiều các cái cơ chế, và các cơ chế đó nó phải điều tiết một cách có hiệu quả. ASEAN thì cơ bản là một khu vực thì duy trì được hòa bình và ổn định. Tuy nhiên ASEAN cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, ví dụ như là sự cạnh tranh chiến lược của các cường quốc, rồi là vấn đề an ninh an toàn hàng hải, vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và rất là nhiều cái vấn đề an ninh phi truyền thống. Thì theo thiếu tướng thì ASEAN thì cần phải làm gì để vượt qua những thách thức này? Thứ hết là các quốc gia phải có một nhận thức đúng về các cái nguy cơ đe dọa an ninh này. Khi mà nhận thức đúng bản chất của nó thì mới định hình ra những cái định hướng hợp tác một cách hữu hiệu để ngăn ngừa, ngăn chặn và thậm chí làm triệt tiêu những nguy cơ đó, để đảm bảo cho cái hòa bình ổn định của khu vực nó luôn luôn được hiện hữu và nó không còn những cái nguy cơ mà luôn luôn là phải đặt ra cho các quốc gia phải đối phó. Mà kể cả các nguy cơ này thì một quốc gia không tự mình đối phó được, mà cần phải có một cái sự chung tay của tất cả các nước trong cộng đồng ASEAN, thậm chí là phải có cái sự hỗ trợ từ các quốc gia đối tác của ASEAN ngoài khu vực thì mới có thể giải quyết được. Ví dụ như vấn đề thảm họa, thiên tai, vấn đề an ninh mạng, vấn đề chống khủng bố, thì cái đó nó không có phải là những cái vấn đề nó hiện hữu ngay trong nội tại của khu vực, mà chính nó sự liên kết từ các cái khu vực lẫn nhau. Chính vì vậy mà phải có cái sự hợp tác là như vậy. Một trong những bước tiến mà ASEAN để giải quyết những cái thách thức phải đối mặt là mới đây ASEAN và Trung Quốc đã thông qua khung bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC. Thì thiếu tướng đánh giá như thế nào về sự kiện này? Chúng tôi cho rằng lẽ ra COC đã được bàn thảo từ rất lâu. Lẽ ra nó phải được hình thành từ hơn một thập kỷ trước đây. Chính vì COC chưa đạt được sự đồng thuận mà cái tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông ra đời, đó là DOC. Và suốt từ đó đến nay thì cái mục tiêu để hướng tới một cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông về COC và có những cái mặt ràng buộc về mặt pháp lý và trách nhiệm của các nước thành viên hoặc tất cả các quốc gia có lợi ích ở Biển Đông, thì cho tôi rằng đây là một cái bước đi rất là tiến bộ và tích cực. COC ra đời nó sẽ mang một ý rất quan trọng, đó là xây dựng được cái niềm tin chiến lược và nó đảm bảo cho cái mục tiêu hòa bình ổn định và cái trách nhiệm ràng buộc của mỗi quốc gia khi tham gia vào bất cứ một cái hoạt động hòa bình nào ở trên Biển Đông, để mang lại một cái lợi ích chung, đó là ổn định, hòa bình, hợp tác và hữu nghị cho một cái Biển Đông và khu vực. Năm 2010, khi mà đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn khi lần đầu tiên tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng. Chỉ còn vài năm nữa thôi thì Việt Nam sẽ lại đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Thì thủ tướng có thể cho biết cái hình dung của mình về những cái hội nghị quốc phòng quân sự trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN sắp tới? Chúng ta có thể biết là năm 2010 thì Việt Nam đã làm chủ tịch ASEAN. Và kênh hợp tác quốc phòng quân sự đã ghi lại một dấu ấn rất là rõ nét vào cái năm Việt Nam làm chủ tịch đó. Và hai năm tới, vào năm 2020, Việt Nam lại tiếp tục đảm nhiệm cái vai trò chủ tịch của ASEAN. Và tại thời điểm đó thì ADM cộng, tức là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng đã 10 năm. Chính vì vậy mà năm 2020, khi mà Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, cần phải định hình lại một cái quá trình hợp tác của quân sự quốc phòng của ASEAN vừa qua. Và chính cái thời điểm đó, Việt Nam sẽ cùng các quốc gia ASEAN sẽ nhìn nhận và định hình cho một cái hướng chiến lược mới
ít nhất là trong 10 năm tới của ASEAN về quốc phòng và an ninh. Những cái gì mà chúng ta ASEAN chưa làm được thì chúng ta cần phải xem xét lại và cần phải định hình cho các cấu trúc này nó đi vào hợp tác một cách thực chất. Ví như tôi nói, hiện nay đang thiếu các cơ chế của ASEAN để đứng ra đủ cái năng lực cả về mặt pháp lý, về mặt năng lực, về con người và nhân lực để điều hành được các hợp tác của ASEAN và để làm cho ASEAN trở thành một cái trung tâm dẫn dắt, một cái động lực chung của khu vực và có thể quản lý và điều hành tất cả những cái vấn đề hợp tác an ninh của khu vực, không chỉ của Đông Nam Á mà của cả châu Á Thái Bình Dương và tất cả các quốc gia nào có nhu cầu tham gia ở đây, thì ASEAN trở thành một cái, như bác Vũ Khoan đã nói, không phải là một quân cờ mà trở thành kỳ thủ, tức là một người điều hành cái ván cờ. Thì tôi cho rằng đấy là cái mục tiêu mà năm 2020 mà khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN cần phải đạt tới. Xin cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Tài năng lãnh đạo chính trị là một trong những điểm nổi trội trong con người Thượng tướng Song Hào. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng dưới lá cờ vinh quang của Đảng, đồng chí Song Hào đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng quân đội, về chính trị, về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Hôm nay ngày 20 tháng 8, tròn 100 năm ngày sinh của Thượng tướng Song Hào, mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những đóng góp to lớn của Thượng tướng với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam với những người lính có nguồn gốc từ nhiều giai tầng khác nhau. Trong giai đoạn mới thành lập, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, vấn đề được đặt ra là tập hợp được sức mạnh chính trị, đoàn kết các giai tầng để mỗi người lính chuyển từ chủ nghĩa yêu nước tiếp tục được giác ngộ, soi sáng dưới con đường cách mạng. Vai trò trách nhiệm đó đặt lên vai người chính ủy chuyên trách đầu tiên, chính ủy Song Hào. Bằng tác phong sâu sát của người cán bộ chính trị, nhiệt huyết và trí tuệ của mình, ông đã từng bước xây dựng, củng cố Đại đoàn 308 vững mạnh về chính trị, củng cố sự đoàn kết thống nhất từ trên xuống dưới. Ông luôn sâu sát với từng chiến sĩ, từng mũi tiến công trước trận đánh để động viên bộ đội. Và dù ở bất kỳ cương vị nào, công tác động viên chính trị, động viên quần chúng đều được Thượng tướng Song Hào đặc biệt coi trọng và có những cách làm cũng như phương pháp cụ thể. Lúc đó cán bộ của Đại đoàn 308 thì số đông là từ Hà Nội ra, rất là quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Nhưng mà để có những khuyết tật của cái giới tiểu thư sản học sinh, anh Song Hào gặp chúng tôi không một chút thành kiến, không có lên án, không có nguyên tắc, không có cái gì cứng rắn cả, mà rất gần gũi, rất là thân ái, nghe chúng tôi nói cho chúng tôi nghe. Và tôi biết anh muốn đào tạo chúng tôi thành những cán bộ cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi quân đội ta phải có những bước phát triển mới cả về tổ chức và trang bị. Bằng tư duy khoa học và nhãn quan quân sự chính trị sắc sảo, đồng chí Song Hào đã đặt ra yêu cầu cụ thể hóa cách thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Ông cho rằng phải xây dựng công tác đảng có nền nếp, hoàn thiện các điều lệ công tác chính trị từ đại đội cho đến sư đoàn, làm nền tảng để quân đội tiến lên chính quy. Thượng tướng Song Hào đã có những đóng góp quan trọng trong đổi mới và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, phát triển chế độ chính ủy, chính trị viên, thủ trưởng quân sự và thủ trưởng chính trị, phân công tổ chức thực hiện theo chức trách nhiệm vụ. Cho đến nay, vấn đề này vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Các anh cứ làm công tác chính trị là theo là cái hiểu biết của mình, chưa có được một hướng dẫn cho thật là cụ thể. Thế này nhân mới nói chuyện một nửa nước được giải phóng thì như vậy động xác định. Bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta phải xây dựng nó có nền nếp. Công tác đảng ở trong quân đội cũng xây dựng thành điều lệ. Nó là điều lệ công tác chính trị từ đại đội cho lên tới sư đoàn. Cái lúc đó là làm được như thế. Như thế tất nhiên là mọi việc công tác đều vào phải nền nếp và chính trị. Thì đó là vấn đề rất là cơ bản. Có thể nói trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Thượng tướng Song Hào luôn được Đảng tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách mà ở đó không chỉ đòi hỏi người cán bộ phải có năng lực tổ chức cao, tư duy chiến lược rộng, nhạy bén, mà còn đòi hỏi nghiêm ngặt về phẩm chất đạo đức, đặc biệt là về tư duy, phong cách làm việc chí công, vô tư, luôn đặt quyền lợi của Đảng, lợi ích chung của tập thể lên cao hơn hết.
Sự mẫu mực và tác phong công tác ấy của Thượng tướng Song Hào đã trở thành tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ noi theo. Thứ nhất, anh rất quan tâm đến việc xây dựng đảng. Anh nói với chúng tôi là người chính ủy chủ nhiệm phải trăm công nghìn việc, nhưng mà nắm lấy cái vấn đề xây dựng đảng làm khâu then chốt, giống như là cái tinh thần nghị quyết Trung ương 4 bây giờ đấy. Và điều nữa là anh rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cả cán bộ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Đồng chí Song Hào luôn luôn nhắc nhở các đơn vị là phải kiên quyết, kiên trì triệt để đập tan mọi cái thủ đoạn hoạt động trên tâm lý của địch, để bảo vệ đảng, bảo vệ cách mạng, xây dựng trận địa tư tưởng chính trị của đảng ở đơn vị cơ sở trong quân đội. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng không có sự trung lập mà phải phân biệt rõ địch ta. Và khi nào nếu mà để cho chiến dịch tâm lý của địch, cái nọc độc của nó phá hoại vào cái tư tưởng cán bộ chiến sĩ thì sẽ làm có hại cho xây dựng khí tiết người chiến sĩ cách mạng. Trên cương vị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Song Hào đã có những chỉ đạo trực tiếp trong công tác giáo dục chính trị, chú trọng xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu riêng để phục vụ quân đội. Ông cũng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị định hướng trong xây dựng quân đội về chính trị, như Xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân, Kỷ luật của quân đội nhân dân ta, hay Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chính ủy trong lực lượng vũ trang nhân dân. Tác phong làm việc tỉ mỉ ấy xuất phát từ tư duy khái quát và mạch lạc. Đó là tố chất của nhà lãnh đạo, nhà hoạt động chính trị tài năng. Tư duy đó cũng làm nền tảng cho chỉ đạo xây dựng lý luận quân sự cơ bản, là yếu tố làm nên giá trị bền lâu của các tác phẩm. Thì trong cái chỉ đạo về mặt công tác đảng, công tác chính trị quân đội, nhất là xây dựng quân đội, thì đồng chí Song Hào là cái người mà có rất nhiều những cái sáng kiến và những cái chỉ đạo rất là cụ thể. Đồng chí Song Hào thì đứng về cái mặt này đấy, đồng chí rất giỏi, và rất giỏi nhưng mà bằng những cái bài học để mà giáo dục cho các trường, mà giáo dục cho toàn quân. Thì cái việc này là ai cũng thấy là đồng chí là một đồng chí là có thể nói là cái công lao rất lớn đối với cái vấn đề, cùng với đồng chí Nguyễn Như Thanh trước đây, trước đó rồi, là đối với công tác đảng, tăng nghĩa quân đội. Với cuộc đời, sự nghiệp, tài năng cùng những cống hiến lớn lao và phẩm chất cao đẹp của ông luôn hiển hiện khắp mọi nơi trong dòng chảy của thời gian và của những bước đi mới hôm nay. Năm tháng đi qua, thế nhưng những cống hiến xuất sắc về chính trị, quân sự của Thượng tướng Song Hào vẫn luôn vẹn nguyên giá trị, làm nền tảng để tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tô thắm truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Chương trình truyền hình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.